Thưa quý vị, trong phiên bản mới của Chào Ngày Mới thì vào ngày thứ Bảy hàng tuần, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những câu chuyện thú vị xung quanh cuộc sống hàng ngày thông qua một góc cuối tuần. Đó có thể là góc nhìn về nghề nghiệp và những câu chuyện đẹp diễn ra xung quanh chúng ta. Từ những điều tích cực này, Chào Ngày Mới mong muốn sẽ tiếp thêm năng lượng, niềm tin yêu vào cuộc sống để mỗi người thêm yêu đời, yêu người. Và ở số mở đầu cho tiết mục này, chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý vị cùng ngược lên xã miền núi Hòa Bắc, nơi có đồng bào cư tu sinh sống để tìm hiểu về một câu chuyện văn hóa. Khoảng 3 năm trở lại đây, thôn Giàng Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang trở thành một địa điểm du lịch trải nghiệm độc đáo của thành phố Đà Nẵng với những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào cơ tu. Để có được những điều đó là sự nỗ lực khôi phục, gìn giữ và phát huy của những người con của buôn làng. Từ năm 2017 trở về trước, người dân ở thôn Giàng Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang gần như đã không còn giữ được nghề dệt thổ cẩm của người cơ tu, những nét văn hóa truyền thống cũng mai một dần. Trong một lần lên Đông Giang, Quảng Nam dự liên hoan văn hóa người cơ tu, chị Trần Thị Một, bí thư đoàn thôn Giàng Bí, đã phủ sẽ mang những văn hóa ấy trở về lại với bản làng mình. Không ngần ngại, chị đã đặt vấn đề mời người cơ tu ở Đông Giang về dạy nghề dệt thổ cẩm và những điệu múa truyền thống cho bà con. Người cơ tu là có rất là nhiều lễ hội trong một năm, vì đa số là các lễ hội là toàn mặc đồ trang phục truyền thống. Nếu mà không có trang phục truyền thống thì không phải là người của cơ tu. Thì đó là cái động lực để tất cả các chị em là phải học để là nhất là phục vụ cho bản thân, cho cộng đồng và cho thế hệ sau này là con cháu mình vẫn biết gì. Cứ sau những giờ lên nương rẫy, các chị em trong tổ hợp tác dệt thổ cẩm cơ tu lại tập trung tại nhà gươi để dệt vải. Từ lúc chỉ có 1-2 người theo học, giờ đây tổ dệt thổ cẩm đã có hơn 20 người, ai cũng thành thạo và say mê với nghề, tiếng dệt vải lách cách lại vang khắp bản làng. Thổ cẩm dệt cơ tu thì có rất nhiều công đoạn. Thứ nhất là công đoạn là cuốn chỉ này rất là khó, phải là tinh mắt với lại là tay phải đều tay thì cái cụm chỉ mới tròn được. Và thứ hai là ráp khung cũng phải là rất là kỹ và tỉ mỉ nữa mới ráp khung được, vì chỉ là sẽ có một lớp trên một lớp dưới, nếu mà không cẩn thận thì sẽ rối chỉ, nếu mà rối chỉ thì sẽ bỏ luôn một tấm vải nó luôn. Và công đoạn thứ ba đó là kéo lên để dệt. Thu nhập từ công việc này tuy không nhiều nhưng các chị luôn tìm thấy niềm vui và động lực để mình duy trì nét văn hóa độc đáo của bà con bản làng mình. Tương đương dệt là cả một tâm huyết và tình cảm mà phụ nữ cơ tu gửi gắm. Đầu tiên là rất là nhiều khó khăn, vì là cái nghề dệt thổ cẩm từ trước là bị mai một, thành ra là thành phố đã có chủ trương là về là khôi phục lại văn hóa người cơ tu, thì đã có mời cô từ Đông Giang về dạy, thì cũng thu hút được cái chị em là tham gia học dệt thổ cẩm này. Thứ nhất là về giữ gìn bản sắc người cơ tu, thứ hai là phục vụ về con mình, cháu mình đi học rồi có đồng phục, thứ ba là để duy trì được cái sau này là con cháu mình cũng biết dệt thổ cẩm. Mình trong con cháu mình để được học lại cái truyền thống của mình đừng cho mất. Rồi ví dụ như chứ mình không có truyền lại thì mãi mốt là không bỏ lẫn cái gì không biết hết. Cố gắng cả kiên trì để học, làm dốt đến đâu mà học lâu cũng biết. Muốn biết mình phải hỏi, muốn giỏi mình phải học. Cố gắng học, học mới thành công. Học y 2 năm. 2 năm chứ mới làm được. Giờ đây, phụ nữ tại thôn Giàng Bí không chỉ yêu nghề dệt, mà còn ý thức về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và truyền lại cho con cháu mai sau, để viết tiếp câu chuyện về văn hóa cơ tu trên mảnh đất Hòa Bắc. Từ trong lễ hội đến những ngày thường, bà con nơi đây vẫn luôn tự hào mặc những bộ trang phục truyền thống do chính bàn tay của phụ nữ cơ tu dệt nên. Hòa với vũ điệu tung tung giả giá, sắc màu thổ cẩm đã làm nên vẻ đẹp cuốn hút của núi rừng.